vết sẹo cuộc đời được ươm mầm và lớn lên trong tình yêu thương và trái tim rộng mở của biết bao con người. Hạt mầm ấy được gieo từ tháng 8 năm 2009 khi Ngô Thanh Vân biết đến và đóng góp cho Nhịp Tim Việt Nam. Tấm lòng của cô đã giúp 6 trái tim bé thơ được chữa lành. Với vết sẹo dài trên ngực cũng đồng nghĩa nối lại những mạch đập sự sống. Từ niềm xúc động kỳ diệu của 6 ca mổ đầu tiên ấy, Ngô Thanh Vân, công ty VAA và chương trình Nhịp Tim Việt Nam thuộc Vina Capital Foundation đã cùng nhau viết nên những phép màu ngày càng lan tỏa. Sau sự thành công của sự kiện đầu tiên mang tên Câu Chuyện Của Tôi giúp cứu được 340 em, năm 2011, dự án chính thức mang tên Vết Sẹo Cuộc Đời, Scar of Life, được tham gia bởi rất nhiều doanh nhân và nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Dự án đã khởi xướng rất nhiều hoạt động nhằm kêu gọi cộng đồng cùng giúp các em bé có được một vết sẹo nối liền sự sống. Năm 2012, Vết Sẹo Cuộc Đời 3 mang tên Trái Tim Thủy Tinh với xúc cảm chính đến từ phim ngắn Hành Trình của đạo diễn Cường Ngô. Bộ sưu tập thời trang được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tặng riêng cho chương trình là trọng tâm đấu giá gây quỹ. Năm 2013, Vết Sẹo Cuộc Đời 4 mang tên The Dreams với điểm nổi bật là vũ điệu ước mơ do nghệ sĩ múa Linh Nga và Ngô Thanh Vân kết hợp cùng 60 vũ công trình diễn. Năm 2014, Vết Sẹo Cuộc Đời 5 mang tên The Prayer ghi dấu ấn với vở thanh xướng kịch lụa do nghệ sĩ Quốc Bảo dàn dựng. Tiêu điểm là phim ngắn ghi lại quá trình Ngô Thanh Vân đi thỉnh tượng Phật Ngọc ở Myanmar làm vật phẩm đấu giá. Năm 2016, Vết Sẹo Cuộc Đời 6 với tâm điểm là bộ phim ngắn 10 bước chân, kể về cậu bé mắc bệnh tim không đi khỏi bước chân thứ 10. Và chiến dịch Hành Trình 10 bước chân qua tổng đài 1400 kéo dài 2 tháng sau đêm sự kiện. Năm 2017, Vết Sẹo Cuộc Đời 7 với chủ đề Tình Cha với phim ngắn I Love You More tôn vinh tình thương và đức hy sinh của người cha đã gây quỹ cứu 272 em bé, nâng tổng số trẻ được cứu từ Vết Sẹo Cuộc Đời sau 7 lần tổ chức lên hơn 1.520 em. Một thành quả rất ấm áp và khích lệ Ngô Thanh Vân cùng toàn bộ ekip dự án tiếp tục những nỗ lực hướng đến con số 2.000 trẻ em được cứu. Vết Sẹo Cuộc Đời bước sang tuổi thứ 8 với chủ đề tươi mới mang tên Cỏ Bốn Lá là biểu tượng của niềm hy vọng, của niềm tin và tình yêu chan chứa giữa người với người. Cứ 10.000 cỏ ba lá thì mới có một cỏ bốn lá. Cái cỏ bốn lá thứ tư nó đại diện cho cái sự may mắn. Thì Vân cứ nghĩ rằng là đơn thuần đối với là các em bé bị bệnh tim bẩm sinh, nếu như được các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ giơ ra một cái cánh tay cũng giống như là ban tặng cho em một chiếc lá cuối cùng để các em có được cái sự may mắn tìm lại cho mình một mạng sống. Đấy là phải nói là một cái điều rất là tuyệt vời cho các em. Dân gian thường bảo, ai tìm được những cỏ bốn lá, người đó sẽ thực hiện được ước mơ mà mình ấp ủ từ lâu. Đó cũng chính là ý tưởng để Jun Phạm thực hiện phim ngắn đầu tay Cỏ Bốn Lá cho Vết Sẹo Cuộc Đời 8. Bản thân Jun thì đã đồng hành cùng với chị Ngô Thanh Vân trong cái chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời này mỗi năm. Và lúc nào thì cũng đồng hành ở vai trò là đại sứ. Mình cũng chưa có cái trải nghiệm nào hết về đạo diễn. Đó giờ chỉ là biên kịch ngồi đằng sau máy quay mà thôi. Từ ban đầu một đại sứ rất là đơn giản, sau đó trở thành biên kịch và bây giờ là đạo diễn Cỏ Bốn Lá. Mặc dù chỉ là một cái dự án nhỏ nhưng mà mình đang rất là tự hào về cái nhiệm vụ lần này của mình mà chị Vân đã giao phó. Trong câu chuyện này, thông điệp chị Vân cũng như Jun muốn gửi đến với tất cả mọi người là cái gì mất đi cũng được hết, nhưng mà niềm hy vọng và niềm tin thì không bao giờ, mình phải luôn luôn giữ nó ở trong mình. Với ước mong truyền cảm hứng đến thêm thật nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp cứu các em bé bệnh tim bẩm sinh vẫn còn đang chờ đợi để được tìm thấy và giúp đỡ. Cỏ Bốn Lá cũng là lần đầu tiên Jun Phạm bước chân vào nghề đạo diễn điện ảnh, là ước mơ mà anh đã nung nấu từ lâu. Câu chuyện trong phim nói về hai chị em trong gia đình, trong đó người chị bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Do đó người em mong muốn tìm được cỏ bốn lá với một niềm tin cùng điều ước cho chị hết bệnh. Với Jun, việc có thể kể câu chuyện ấy một cách chân thành và lay động cảm xúc cũng chính là thử thách của bản thân anh để tìm thấy và nâng niu nhánh cỏ bốn lá cho riêng mình.
cảm thấy mình rất là may mắn khi mỗi lần mà mình đưa ra một cái ý tưởng thì cũng đều được cái sự hỗ trợ. Và năm nay là may mắn hơn nữa là được lãnh sự quán Pháp cùng tham gia đồng hành vào chương trình này. Nếu như Vết Sẹo Cuộc Đời được tổ chức ở trong cái khuôn viên này thì nó là cả một cái giấc mơ. Hiểu được ý nghĩa của chương trình, lãnh sự Pháp đã hỗ trợ Nhịp Tim Việt Nam và Ngô Thanh Vân tổ chức đêm tiệc ngay tại tư dinh lãnh sự quán Pháp. Đây quả thực là giấc mơ của cả ekip khi nhận được sự khích lệ to lớn này. Phim ngắn Cỏ Bốn Lá và các vật phẩm đấu giá sẽ được giới thiệu lần đầu tiên và duy nhất tại đêm tiệc từ thiện Vết Sẹo Cuộc Đời 8 diễn ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2018. Dự kiến đêm tiệc sẽ chào đón hơn 300 khách mời là các nhà ngoại giao, các chủ doanh nghiệp, các nghệ sĩ nổi tiếng cùng tham gia. Hòa quyện cùng những tiết mục nghệ thuật ấm áp, nhân ái và tham gia đấu giá những vật phẩm quý để gây quỹ cứu trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Mỗi năm một chủ đề khác nhau. Tuy nhiên đội ngũ thực hiện dự án Vết Sẹo Cuộc Đời chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là mang đến cho các em những nhánh cỏ bốn lá kỳ diệu của ước mơ được lành bệnh, được sống trong tình yêu thương của gia đình và còn của biết bao nhà hảo tâm và các đơn vị thông tấn báo chí đã đồng hành cùng chúng tôi trong gần một thập kỷ qua. Chúng ta có thể ươm thêm thật nhiều nhánh cỏ bốn lá yêu thương và mang đến phép màu cho hàng ngàn trái tim thơ bé. Em làm giáo viên cấp 1, nhà ba của bé thì làm thợ sắt theo công trình. Đến 27 tuần thì mới phát hiện là bé bị bất thường về tim. Khi mà biết quỹ Nhịp Tim ủng hộ cho gia đình rất là mừng. Cũng như là một phép màu. Nói chung là giúp con mình vượt qua được khó khăn. Rất là vui, rất là mừng, hạnh phúc. Tại vì số tiền nó quá lớn, cho nên anh chị không thể nào xoay sở được số tiền đó. Công việc ở ngoài đó là anh bỏ hết ngồi quê, mà anh đi theo là bé qua đây. Đi tập thời, đi lồng hồ, thế là có thêm cái tiền mà trang trải trong cái chi phí trong bệnh viện. Vợ chồng tự an ủi với nhau là dù có khó khăn hay là có đến mức độ nào cũng gắng lo cho con được ngày nào hay ngày đó vậy đó. Tiền đó thì không có, nội ngoại gì cũng may có tiền, mình cũng dái cho cậu mong cho được, mừng cho cháu. Chị mong mỏi là Nhịp Tim sẽ giúp cho gia đình chị, sẽ cứu giúp bé ra được mổ tim cho bé và được bé được khỏe mạnh bình thường để ở với ba mẹ với anh chị. Chương trình này có ý nghĩa rất lớn với chị. Hãy cùng dang đôi tay rộng mở để cùng cho đi may mắn, nhận lại yêu thương.